Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn một bí quyết nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng nó có thể giúp cho cái ấn tượng nói tiếng Nhật của chúng mình lên hẳn một bậc luôn mọi người ạ. Đó là cách chúng ta vận dụng linh hoạt những cách nói mào đầu trong tiếng Nhật mà tiếng Nhật mình hay nói là Maioki đấy mọi người. Thực ra thì người Nhật họ rất là nổi tiếng với những cái kiểu nói nó hơi vòng vo một chút rồi phải không mọi người. Ví dụ như là khi mà mình nhờ ai đó, mình nhờ là anh giúp tôi cái gì đó có được không ạ, thì họ sẽ không nói đột phát luôn như vậy mà họ sẽ phải nói là xin lỗi anh giúp tôi một chút có được không ạ. Hay là kiểu như là anh ơi anh xác nhận cái tài liệu này trong ngày hôm nay cho tôi nhé, thì mình sẽ không nói kiểu ngắn gọn như thế mà cũng phải sẽ là gì ạ, tức là xin lỗi khi mà trong lúc anh bận rộn thì không biết là anh có thể xác nhận trong ngày hôm nay cho tôi được không. Đó thì ở trong tiếng Nhật những cái mà nó dẫn ban đầu như vậy chúng ta cách nói là Maioki. Và ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp giúp các bạn 12 cách nói mào đầu mà phổ biến nhất, tiện dụng nhất, dễ sử dụng nhất. Nên là các bạn hãy mang sổ tay ra ghi lại để sau cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ thành thạo được những cách nói này nhé. Cách nói đầu tiên rất là quen thuộc rồi, đó là chotto sumimasen ga. Ví dụ như là ở trong công ty mà chúng ta muốn nhờ đồng nghiệp đi thì mình sẽ nói là chotto sumimasen ga, tetsudatte itadakemasen ga. Đó nhá, quen thuộc rồi đúng không mọi người? Tiếp theo cách nói số 2 sẽ lịch sự hơn cái vừa nãy một chút, đó là chúng ta có moshiwake arimasen ga. Moshiwake arimasen ga, ainiku ashita wa shusseki dekimasen. Thì trong trường hợp này cái cách nói đó thì nó sẽ mang cái ý nghĩa là zannen desu ga, rất là xin lỗi, rất là đáng tiếc khi mà ngày mai tôi không thể nào mà tham gia được. Hay là trong cái bức mail mà các bạn cũng gặp rất là nhiều rồi đúng không, ví dụ như là taihen moshiwake arimasen ga yoroshiku onegai shimasu. Đó thì rất là xin lỗi thế nhưng mà rất là mong anh giúp đỡ cho. Hay là gì nhở, oisogashii tokoro moshiwake arimasen ga kyōjū ni gokaku ni onegai itashimasu. Rất là xin lỗi trong lúc anh bận rộn như thế này, thế nhưng mà rất là mong anh có thể xác nhận cho tôi trong ngày hôm nay. Đó thì hai cách nói đầu tiên, chotto sumimasen ga hoặc là moshiwake arimasen ga, thì các bạn hãy nhớ nó nhé. Đây là hai cái cách nói mà mào đầu phổ biến nhất mà chúng ta gặp rất là đa dạng trong cuộc sống, trong môi trường gọi là công sở hay là trong các bức mail. Ok, tiếp theo cách nói số 3 mọi người nhé. Khi mà chúng ta có một cái việc gì nó hơi khó nói một chút và bây giờ mình muốn bắt đầu câu chuyện đấy thì các bạn hãy ghi cách nói này. Đó là gì nhỉ? Chotto hanashi ga arun desu ga, hay là chotto hanashi ga arun dakedo. Đó thì hay là khi mà các bạn muốn lịch sự hơn thì các bạn nói là chotto ohanashi, thêm o vào lịch sự hơn nhá. Chotto ohanashi ga arun desu ga. Ví dụ như bây giờ là mình sẽ muốn là xin ông giám đốc là mình nghỉ việc chẳng hạn, ông bucho là mình nghỉ việc chẳng hạn, thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng cách nói như vừa nãy nhá. Ví dụ như là bucho, chotto ohanashi ga arun desu ga, ima ojikan yoroshii deshou ka? Jitsu wa shigoto wo yamete jikka no kagyo wo tsugou ka to omotte oremashite. Đó thì mình sẽ nói bắt đầu câu chuyện bằng cái kiểu dẫn vào như vậy nhá. Hay là đấy là vừa nãy trong công ty, bây giờ là ví dụ ở nhà chẳng hạn, nói chuyện với cả mẹ đúng không? Mẹ ơi con có chút chuyện muốn nói chuyện, thì bây giờ mẹ có thời gian không? Okasan, chotto hanashi ga arun dakedo ima jikan ga ii? Đó nhá. Đó thì các bạn hãy ghi cái này vào nhá. Chotto hanashi ga arun dakedo thì là cách nói khi mà mình bắt đầu một câu chuyện mà nó có hơi khó nói một xíu. Tiếp theo cách nói số 4 thì sẽ hơi gần giống với cách nói vừa nãy nhá, nhưng mà chúng ta thay hanashi bằng là soudan shitai nhé. Ví dụ như là chotto soudan shitai koto ga arun desu ga, chotto go soudan shitai koto ga arun dakedo, thì cũng là sẽ là cách nói mà mình bắt đầu câu chuyện mà nó hơi khó nói một chút nhá. Bây giờ ví dụ trong công ty chẳng hạn đúng không nào, ví dụ như là kacho raishu no prezen no koto de chotto go soudan shitai koto ga arun desu ga ojikan yoroshii deshou ka. Đó, anh trưởng phòng ơi đúng không, về cái buổi diễn thuyết buổi phát biểu tuần sau thì tôi có một chút chuyện là muốn thảo luận một chút, thì bây giờ anh có thời gian không? Đó, hay là ví dụ như là ở trường học đấy mọi người, mình đi vào mà muốn nói chuyện với giáo viên chẳng hạn thì mình cũng sẽ có thể bắt đầu câu chuyện bằng cách nói như thế này nhá. Ví dụ như là sensei, sotsugyo donbun no koto de chotto go soudan shitai koto ga arun desu ga. Đó nhá. Hay là cũng là trong cái cuộc sống gia đình chẳng hạn, mình mà có muốn nói chuyện với ông bố đúng không, vừa nãy là mẹ bây giờ là bố đi. Otosan shindo no koto de chotto soudan shitai koto ga arun dakedo. Đó,
thì các bạn hãy vận dụng linh hoạt như vậy nhé. Rất là nhiều văn cảnh chúng ta có thể dùng được. Ok chưa nào? Tiếp theo, cách nói số 5 nha mọi người nha. Cách nói số 5 này không biết các bạn đã từng nghe chưa nhỉ? Đó là この間のことで ちょっと chấm chấm thế nào đó nhá. Ví dụ, ở trong công ty đi. Bộ trưởng, この間のことでちょっと伺いたいことがあるんですが, tức là anh trưởng phòng ơi, anh bộ trưởng ơi đúng không? Về cái câu chuyện mà dạo gần đây thì tôi có chuyện là muốn hỏi. Đó thì là bây giờ sẽ là gì nhỉ? Rất là linh hoạt nhỉ. この間のことでちょっと thế nào thế nào đó. Đó, hay là hai người mà yêu nhau đi. Ừ, hai người mà yêu nhau đúng không? Thì mình có thể nói là gì nhỉ? À, この間のことでちょっと聞きたいことがあるんだけど. Đó, về cái chuyện dạo gần đây đúng không? Thì em có trước chuyện muốn hỏi anh nha. Đúng không? Ví dụ ngày em trước gì với cô nào đấy chẳng hạn nhỉ? Đấy, đó là cách nói số 5 mọi người nhá. Tiếp tục chúng ta cùng nhau bước sang cách nói số 6. Thì cách nói số 6 này không biết là mọi người đã nghe chưa nhỉ? Ừ, ví dụ như là ちょっと悪いけど hay là ちょっと悪いんだけど田中くん、ちょっと悪いんだけど、この資料確認しておいてくれない? Tại này田中ơi, đúng không? Hơi làm phiền cậu một chút, nhưng mà cậu có thể xác nhận cho tôi cái check cho tôi cái tài liệu này được không? Đó, nhờ. Ừ. ちょっと悪いけど, hay là ちょっと悪いんだけど. Đó, nhờ. Hay là mẹ mà kiểu như là gọi điện cho con gái, đúng không? Là gì nhờ? Ừ. ちょっと悪いんだけど、帰りにスーパーで洗濯剤って買ってくれない? Ừ, này con ơi, đúng không? Hơi phiền con một xíu nha. Thế nhưng mà trên đường về con có thể ghé qua siêu thị mua cho mẹ cái xin tắc dài gì nhỉ? Cái bột giặt ấy mọi người. Đó, nhá. Thì đó là cách nói cũng gặp rất là nhiều. Và đi đà kê độ, và đi kê độ, nhá. Tiếp theo, cách nói số 7 nha mọi người nhá. Không biết là các bạn có nhớ ra được cái cách nói nào ngoài những cách nói vừa nãy mình đã liệt kê không? Để xem có trùng với cái mà mình định nói bây giờ không nhá. Ừ, rồi, có một cách nói mình thấy rất là hay nha mọi người nhá. Đó là khi mà chúng ta đề cập về một cái việc mà mình đã từng nói với người ta trước đây rồi, và bây giờ mình muốn bắt đầu lại để nói chuyện tiếp về câu chuyện đấy, thì trong tiếng Nhật mình thấy có những cách nói rất là hay. Đó là 繰り返しになりますが, hoặc là lịch sử một chút nhá. Đó là 先ほど申し上げましたが. Đó nhá, thì bây giờ ví dụ như sau này, ví dụ như trong một cái bức mail mà mình gửi cho đối tác chẳng hạn, mà nô kỳ ですが繰り返しになりますが9月28日までにお願いいたします。Tức là liên quan đến cái kỳ hạn giao hàng đúng không, thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, thì tôi rất là mong anh chị là sẽ hoàn thành cho đến ngày 28 tháng 9 cho tôi. Đó nhá, khi mà mình bắt đầu lại một câu chuyện mà đối phương mà mình đã đề cập với đối phương rồi. Đó, hoặc là một cái văn cảnh mà các bạn, ví dụ không biết các bạn xem TV các bạn có hay gặp không, đó là một cái văn cảnh ví dụ như là một diễn viên mới chẳng hạn, một diễn viên mới khi mà họ đứng lên phát biểu và họ cũng mở đầu bằng câu là gì nhỉ? À, 先ほども申し上げましたが今回の作品がデビュー作ということで撮影は本当に緊張しました。Đó thì vừa nãy tôi cũng có nói rồi đúng không, nhưng mà vì là cái tác phẩm lần này nó là cái tác phẩm gọi là tôi ra mắt, thế nên là tôi cũng rất là lo lắng. Thì tức là mình đề cập tới một cái câu chuyện mà người ta đã biết rồi, thì các bạn có thể vận dụng linh hoạt hay nói như vậy nhá. Và những cách nói tiếp theo mà mình chuẩn bị giới thiệu ở đây thì nó đều là mang cái ý nghĩa là như các bạn đã biết. Thì cái cách nói đầu tiên nhá, đây là một cách nói mà có thể sử dụng được với cả người trên, với cả cấp trên, mà chúng ta có thể là các bạn đã từng nghe rồi. Đó là gì nhỉ? Gozonji no yoni hoặc là gozonji no tori. Thì mình sẽ có thể có ví dụ như sau. Không biết là các bạn đã nghe chưa? Ví dụ như là minasama mo gozonji no tori raishuu kara ma honsha ni tenkin to narimashita. Là như các bạn cũng đã biết rồi, thì từ tuần sau tôi sẽ chuyển về công ty trụ sở chính nhá. Thì cách nói đầu tiên là cách nói này thì mình có thể nói được với cả người trên, những cái người mà chúng ta cần phải tôn trọng lịch sự nhá. Thì gần với nó chúng ta cũng có thể có một cách nói gần với nó, đó là gì nhỉ? Goshuji no yoni hoặc là goshuji no tori. Thì một ví dụ cũng đơn giản thôi, đó là minasama goshuji no yoni hoặc là goshuji no tori virus wa hito no idou niyotte kansen kakudai shimasu. Đó là theo như quý vị cũng biết rồi đấy, thì cái việc mà duy trì gọi là cái virus nó sẽ lan rộng do bởi cái vấn đề là chúng ta di chuyển nhá. Hay thì đó là hai cách nói là như các bạn cũng biết mà chúng ta có thể dùng lịch sự với cái người trên. Còn một cách nói nữa đó là goshouji no yoni hoặc là goshouji no tori. Thì cái này lưu ý một chút, đó là nó sẽ chỉ dùng với cấp dưới thôi mọi người ạ.
nhá, không dùng với cấp trên nhá, mà chỉ là người trên nói với người dưới thôi. Ví dụ trong một cuộc họp nhá, ông giám đốc, ông ấy nói với những cấp dưới của mình đi, đó là gì nhở? 皆さんご承知のように、今回のプロジェクトは失敗に終わりました。Như các bạn cũng đã biết thì cái dự án này của chúng ta đã kết thúc trong thất bại, đúng không nào? Đó, hay là giám đốc muốn nói với nhân viên của mình đi. Đó là gì đây nhỉ? 皆さんご承知のように、来月から残業を禁止します。Như các bạn cũng đã biết, ví dụ là có thể một cái thông báo chúng ta đã nói rồi. Đó là từ tháng sau, chúng ta sẽ cấm việc làm thêm ngoài giờ. Đó, thì mình liệt kê luôn cho các bạn một phát ba cách nói thì nó có cái sự khác nhau nhỏ một chút trong đối tượng sử dụng thì các bạn lưu ý cho mình nhá. Go zonji no yoni, go shouji no yoni hoặc là go shouji no yoni. Một chút lưu ý như vậy mọi người nhá. Tiếp tục cũng là trong cái study mà nó kiểu lặp lại giữa go go o o cái gì đó thì chúng ta có là go annai no tori, là theo đúng như những cái gì mà chúng tôi hướng dẫn ở đây. Thì bây giờ ví dụ như mình viết mail cho đối phương, đối tác đi, có bạn nào mà đang làm trong công ty Nhật không? Ừ, thì ví dụ một câu như này nhá, đó là gì nhỉ? À, kikaku no shousai ni kanshimashite wa go annai no tori to natte orimasu. Đúng không? Về chi tiết liên quan đến kế hoạch thì nó sẽ giống như là ở trong hướng dẫn mà chúng tôi đã nói đề cập đến đây, đúng không? Hay là mail de go annai shita tori toujitsu wa kochira no schedule de susume sasete itadakimasu. Tức là theo như những gì mà chúng tôi đã hướng dẫn là gọi là giới thiệu ở trong cái bức mail ấy, thì từ thì ngày hôm đó là chúng tôi xin được phép là tiến hành theo đúng như lịch trình nhá. Hay, đó là 11 cách nói. Và cuối cùng các bạn hãy ghi lại cho mình cái cách nói cuối cùng mà mình nhớ, hình như cái cách nói này là một, nó là một cái ứng dụng của ngữ pháp N2 hay N1 gì đấy mọi người, N2 hay N3 thôi. Đó là cách nói Yumademo adimasenga hoặc là yumademo nain desu kedo. Đó, thì cái nói lịch sự hơn của nó chúng ta sẽ dùng tôn kính ngữ của động từ yu, đó là gì nhỉ? Moshiageru. Thì mình sẽ chuyển thành là gì nhỉ? Moshiageru mademo adimasenga. Thì bây giờ ví dụ nhá, trong một cái buổi phỏng vấn ấy mọi người nhá, trong cái một cái buổi gọi là buổi shitsume kai về cái vấn cho các sinh viên mà đến tuyển dụng đi, thì cái người đứng lên tuyển dụng người ta sẽ nói là gì nhỉ?申し上げるまでもありませんが、日本の会社で働くには日本語の能力が求められます。Tức là mặc dù tôi biết là không cần đến mức là phải nói ra, thế nhưng mà để mà làm việc được ở trong các công ty Nhật Bản thì sẽ cần đến cái năng lực tiếng Nhật. Đó, thì tức là mình vẫn là nhắc lại cái điều mà mình, thông điệp mình nói, nhưng mà mình mào đầu như vậy, một cái điều mà hiển nhiên ai cũng biết rồi, thế nhưng mà để cho chắc thì tôi xin nói lại như sau. Hoặc là chúng ta tưởng tượng trong một cái văn cảnh là trước kỳ thi ở trường học đi, thì thầy giáo sẽ nhắc lại một cái thông báo nào đó, ví dụ như là imakara shike no shimasu, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kỳ thi, đúng không? Yumademo arimasen ga akate no hito ni tsuishi ga arimasu. Các bạn biết cái từ tsuishi là gì không? Là thi lại nhé mọi người nhá. Mặc dù là cũng không cần phải nói đâu, thế nhưng mà để cho chắc thì tôi xin thông báo lại là ý như vậy nhá, là gì nhỉ? Với những người mà bị điểm không tốt thì sẽ phải thi lại. Đó nhá. Thì cách mà cuối cùng các bạn cứ nhớ cho mình, nó mang ý nghĩa là mặc dù không cần đến mức phải nói ra nhắc lại lần nữa đâu, thế nhưng mà để cho chắc thì thế nào hay nào đó đằng sau người ta nói lại cái thông tin đấy nhá. Hay, và đó là 12 cách nói mào đầu ở trong tiếng Nhật mà mình thấy là nó phổ biến nhất trong cả văn cảnh là cuộc sống hàng ngày, trong cả những cái văn cảnh mà nó lịch sự trang trọng, hay cả trong những cái văn cảnh mà mail phát biểu các thứ. Thì mình đã tổng hợp lại cho các bạn như thế này, thì các bạn nhớ ghi lại, nếu mà có cơ hội thì nhớ mang ra vận dụng nhá. Ok, như vậy là clip của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người ơi. Và sắp tới thì tại Dũng Modi sẽ bắt đầu khai giảng tiếp những lớp mà tập trung vào luyện đề chuyên sâu, chữa những bài thi, những cái đề thi ở trong quá khứ của những lớp, của những level trình độ từ N3, N2, N1 để chuẩn bị ngay trước thềm thi tháng 12 sắp tới, do mình, thầy Dũng, thầy Nghĩa và cô Hiền trực tiếp đảm nhận. Nên là nếu mà các bạn nào mà đang rất là muốn gọi là củng cố lại kiến thức để chạy nước rút nút trong một tháng cuối cùng này, thì các bạn nhớ để lại comment hoặc là inbox trực tiếp cho Dũng Modi để đăng ký học cùng với chúng mình trong những lớp học này nhá. Hay, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo. Minasan, bye bye.